kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Dông, người con ưu tú của quê hương Cao Bằng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam. Mùng 1 tháng 6 năm 1904, mùng 1 tháng 6 năm 2024. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay thứ 6 ngày 31 tháng 5 năm 2024, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, chiều ngày 31 tháng 5, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 119 của Quốc hội, thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022. Ý kiến các đại biểu thảo luận ở tổ 16. Cà Mau, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Lâm Đồng cơ bản thống nhất với tờ trình dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung chính sách đặc thù đối với tỉnh Nghệ An, nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 39 NQTU của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các đại biểu cho rằng, dự thảo nghị quyết sẽ phát huy mọi tiềm năng lợi thế để phát triển tỉnh Nghệ An nhanh và bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ. Ủng hộ quan điểm là ngoài việc cơ chế chính sách ra thì cần xác định thêm một số cái nội dung cụ thể như dự án mà lớn mà hiện nay chúng ta đang thực hiện theo các cái luật đầu tư công hay là luật đấu thầu và một số luật khác mà chúng ta quá trình triển khai là có những cái vướng mắc. Thì cần có các cơ chế chính sách đặc thù để chúng ta triển khai nó hiệu quả hơn. Thì tôi nghĩ rằng là trong cái cơ chế chính sách đặc thù thì cũng phải có thực triển khai một số cái dự án để theo cái áp dụng theo cơ chế đặc thù để chúng ta triển khai nhanh và hiệu quả hơn. Xây dựng cái tổ chức chính quyền đô thị tại các cái thành phố lớn mà vừa qua Quốc hội cũng đã thông qua. Chúng ta đã và đang chuẩn bị để thông qua cái luật thủ đô và có xác định được cái mô hình chính quyền của thủ đô. Năm 20 thì Quốc hội đã ban hành nghị quyết 131 ngày 16 tháng 1 về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện nay thì một số cái thành phố trực thuộc trung ương thì cũng đều có nghị quyết và thực hiện cái thí điểm về tổ chức chính quyền đô thị. Nếu như mà tổng hợp rồi đánh giá thấy cái mô hình này hiện nay hiệu quả đối với lại các cái đô thị lớn ở Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là chính phủ cần nghiên cứu đánh giá những cái mô hình hiện nay đã triển khai thực hiện để chúng ta đề xuất với Quốc hội xây dựng một cái luật riêng về tổ chức chính quyền đô thị để áp dụng chung cho các cái đô thị lớn mà hiện nay đang ngày càng mở rộng về quy mô và cái điều kiện phát triển kinh tế xã hội nó tốt hơn. Các đại biểu đề nghị chính phủ cần phải đánh giá tác động cụ thể về ảnh hưởng đến vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương. Việc quy định cơ chế chính sách mới, các luật sẽ tạo sự thiếu công bằng giữa các địa phương, đặc biệt là các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn nhưng không được thực hiện cơ chế chính sách đặc thù. Nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Dông, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam, sáng ngày 31 tháng 5, đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Dông, thành phố Cao Bằng. Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, các đoàn thể chính trị xã hội, lực lượng vũ trang tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, đại diện gia đình và dòng họ đồng chí Hoàng Đình Dông. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương dâng hoa, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao, sự đóng góp to lớn của đồng chí Hoàng Đình Dông, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam. Một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam nói chung, quê hương Cao Bằng nói riêng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh,
đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đọc diễn từ tưởng niệm, tri ân công lao to lớn của đồng chí Hoàng Đình Dông. Đồng chí Hoàng Đình Dông, người dân tộc Tày, sinh ngày 1 tháng 6 năm 1904, trong một gia đình có truyền thống yêu nước tại làng Thôm Hoáng, xã Hạ Hoàng, Châu Hòa An, nay thuộc phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, là thanh niên có lòng yêu nước sâu sắc, sớm tiếp thu và truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vào Cao Bằng, trở thành người cộng sản đầu tiên của tỉnh. Năm 1929, đồng chí được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng, được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ Hải ngoại tại Long Châu, Trung Quốc. Đồng chí là người trực tiếp chỉ đạo việc thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng. Tại đại hội lần thứ nhất của Đảng 1935, đồng chí được bầu vào Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương khóa 1, phụ trách xứ ủy Bắc Kỳ. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, đồng chí được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ chỉ huy trưởng bộ đội Nam Tiến. Đồng chí đã trải qua các chức vụ quan trọng, chủ nhiệm chính trị bộ, chính ủy, quân giải phóng Nam Bộ, khu bộ trưởng, tư lệnh, đầu tiên khu 9. Với công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí được Đảng, Nhà nước truy tặng huân chương Hồ Chí Minh, truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tháng 11 năm 2018, đồng chí được Trung ương Đảng công nhận là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng cao đẹp và tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của đồng chí Hoàng Đình Dông đã làm rạng danh quê hương, tô thắm thêm trang sử vẻ vang hào hùng của mảnh đất Cao Bằng, trở thành niềm tự hào to lớn, là động lực tinh thần cổ vũ các thế hệ người Việt Nam yêu nước nói chung, đồng bào các dân tộc Cao Bằng nói riêng trên chặng đường đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng đã luôn kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương cội nguồn cách mạng. Trong bất cứ hoàn cảnh, giai đoạn nào của cách mạng, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng cũng luôn tin tưởng, một lòng theo Đảng, thủy chung son sắt, tự lực tự cường, đoàn kết, nỗ lực vượt qua muôn vàn gian nan thử thách, góp phần cùng nhân dân cả nước lập nên những chiến công vĩ đại. Đó là cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, và đại thắng mùa xuân năm 1975, kết thúc 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, thu Giang Sơn về một mối, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong các cuộc kháng chiến vĩ đại ấy, đã có trên 80.000 người con ưu tú của quê hương Cao Bằng nối tiếp nhau lên đường đi chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Trong số đó, có nhiều đồng chí là cán bộ lớp sau của đồng chí Hoàng Đình Dông. Chúng ta vô cùng tự hào, biết ơn sâu sắc và ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, các gia đình có công với nước đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, trong công cuộc đổi mới hôm nay, kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng đã không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng. Nhất là từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã đạt được những thành tựu vượt bậc về kinh tế xã hội, chính trị luôn ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Sau hơn 3 năm thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm của tỉnh đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, năm sau cao hơn năm trước. Dự báo sẽ đạt được mục tiêu nghị quyết đại hội vào năm 2025. Ngay trong những tháng đầu năm 2024, tỉnh Cao Bằng đã phát động nhiều phong trào thi đua với những hành động cụ thể, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Đến nay, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 800 tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 290 triệu đô la. Tỉnh đang khẩn trương xúc tiến về mọi mặt, tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Lạng Sơn - Trà Lĩnh - Cao Bằng
đảm bảo tiến độ và có chất lượng cao. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế giáo dục có nhiều tiến bộ, an sinh phúc lợi xã hội được đảm bảo, công tác xóa đói giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực, hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu thực chất, quốc phòng an ninh được củng cố, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị luôn được chú trọng. Khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh tiếp tục được tăng cường. Những thành tựu đạt được trong quá trình đổi mới đã và đang thắp sáng thêm truyền thống tốt đẹp của mảnh đất nơi cội nguồn cách mạng. Đây cũng là minh chứng sinh động về sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè trong nước và quốc tế, sự cần cù lao động, sáng tạo, không ngừng của đồng bào các dân tộc trong tỉnh suốt thời gian qua. Trước anh linh của đồng chí Hoàng Đình Dông, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng nguyện hứa, trong bất cứ hoàn cảnh nào, vẫn luôn đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, noi gương đồng chí Hoàng Đình Dông, cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, ra sức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, quyết tâm xây dựng Cao Bằng phát triển toàn diện. Sáng ngày 31 tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành hội nghị lần thứ 50. Tham dự có đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị tiến hành công tác cán bộ, cho ý kiến về các dự thảo văn bản triển khai luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục và giải quyết tình trạng thiếu giáo viên tại các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh, cho ý kiến về tình hình tiến độ thực hiện chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tính đến ngày 27 tháng 5 năm 2024, toàn tỉnh có 1.256 trên 7.121 hộ được hỗ trợ, đạt 17,64%, trong đó xây mới 738 căn nhà, sửa chữa từ 1 đến 2 tiêu chí cứng, 240 nhà, sửa chữa cả 3 tiêu chí cứng, 278 nhà. Tổng số tiền hỗ trợ trên 37,3 tỷ đồng, bao gồm ngân sách trung ương trên 27,6 tỷ đồng, ngân sách địa phương 4,5 tỷ đồng, huy động xã hội hóa trên 5,1 tỷ đồng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhất trí cao với chủ trương triển khai nghiêm túc tổ chức hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 theo đúng quy định của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở Quốc hội đã ban hành. Đồng ý chủ trương xác định các tiêu chí thành lập và số lượng thành viên tổ tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, chỉ hỗ trợ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo đề xuất của Đảng ủy Công an tỉnh. Giao Đảng ủy Công an tỉnh, chỉ đạo Công an tỉnh, phối hợp với các ngành chức năng tham mưu tính toán cụ thể, hoàn thiện hồ sơ văn bản để sớm trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết. Ban cán sự Ủy ban Nhân dân tỉnh cụ thể hóa, hoàn thiện hồ sơ, văn bản, trình Hội đồng Nhân dân ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đồng thời chủ động phương án đảm bảo kinh phí, thực hiện nghị quyết hiệu quả thiết thực. Giao Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, chỉ đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh sớm ban hành nghị quyết này. Đối với dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục và giải quyết tình trạng thiếu giáo viên tại các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá việc xây dựng dự thảo cơ bản đáp ứng yêu cầu. Giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh trên cơ sở các ý kiến của đại biểu cho rà soát bổ sung, hoàn thiện sớm trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành trong thời gian tới. Về tình hình tiến độ thực hiện chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá kết quả trong 5 tháng đầu năm, chương trình thực hiện đạt cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, cần phát huy ý chí tập thể. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban chỉ đạo tỉnh, các cấp ngành địa phương tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt việc thực hiện chương trình đến từng hộ gia đình theo kế hoạch giao. Theo dõi tiến độ hàng tuần, hàng tháng, giao từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ được phân công phụ trách địa bàn huyện, cùng chịu trách nhiệm về thực hiện chương trình này theo địa bàn được phân công, chủ động tham gia chỉ đạo,
phối hợp chỉ đạo thực hiện chương trình với tinh thần chủ động, sâu sát, cụ thể, quyết liệt. Chiều ngày 31 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức phiên họp thường kỳ giải quyết một số nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và một số nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Dự phiên họp có đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành. Phiên họp xem xét, giải quyết tờ trình, đề nghị điều chỉnh thời gian trình nghị quyết quy định về kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng. Việc thực hiện dừng xây dựng nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Ban hành kèm theo quyết định số 31 ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tờ trình bổ sung dự toán và điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024. Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024. Tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị tổ chức kỳ họp chuyên đề tháng 6 năm 2024 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét thông qua nghị quyết quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh và nghị quyết quy định mức chi đảm bảo hoạt động và một số chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Xem xét tờ trình đề nghị bổ sung rút các nghị quyết trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, cho ý kiến thống nhất nội dung chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2025, kết quả giám sát của Đoàn Giám sát Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Triệu Đình Lê cơ bản nhất trí với nội dung các tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đối với nội dung đề xuất tổ chức kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh tháng 6 năm 2024, đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ gửi về Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 6. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ Hội đồng Nhân dân tỉnh giữa năm đảm bảo kịp thời chất lượng, đúng các quy định pháp luật. Về nội dung báo cáo sau giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác, duy tu bảo dưỡng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh. Đồng chí yêu cầu báo cáo đúng tiến độ việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan đến những vướng mắc tồn tại đối với các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung không phát huy hiệu quả trên địa bàn. Nhân dịp Tết Thiếu Nhi sáng ngày 31 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đến thăm tặng quà các em học sinh tại Trung tâm Phục hồi Chức năng và Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật tỉnh. Hiện nay, Trung tâm đang chăm sóc giáo dục 68 trẻ em bị mắc các chứng tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ, khiếm thính trên địia bàn tỉnh. Năm học 2023-2024, Trung tâm tổ chức 3 lớp học văn hóa bậc mầm non, 4 lớp tiền học đường, một lớp phục hồi chức năng. Phát biểu tại chương trình, ghi nhận đánh giá cao những thành tích của trung tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chúc mừng các em học sinh nhân ngày quốc tế thiếu nhi. Đồng chí nhấn mạnh, chủ trương bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là chủ trương đúng đắn và nhân văn. Đảng, nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo công tác này. Trong đó, trẻ em khuyết tật là đối tượng được ưu tiên với nhiều chính sách bảo trợ xã hội, trợ giúp tiếp cận y tế, giáo dục, phục hồi chức năng, miễn giảm học phí. Đề nghị các cơ quan chức năng, cấp ủy chính quyền địa phương, các tổ chức và nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chia sẻ khó khăn với các gia đình, tạo điều kiện để trẻ em được học tập, phát triển an toàn lành mạnh. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nhật Lệ đã tặng quà vui Tết thiếu nhi cùng các em, đồng thời đi kiểm tra, nắm tình hình xuống cấp tại một số lớp học, từ đó kiến nghị đề xuất tỉnh có chủ trương, kế hoạch nâng cấp cải tạo, đáp ứng nhu cầu chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ của Trung tâm Phục hồi Chức năng và Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật tỉnh trong những năm học tiếp theo. Ngày 31 tháng 5, đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thăm tặng quà các cháu thiếu nhi tại trường Tiểu học Hưng Đạo, xã Hưng Đạo và Tiểu học Duyệt Trung, phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng. Cùng đi có lãnh đạo một số sở ngành. Năm học 2023-2024, trường Tiểu học Hưng Đạo có 542 học sinh, trong đó điểm trường chính có 20 lớp, 356 học sinh. Điểm trường Nam Phong có 8 lớp, 186 học sinh. 100% số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Trong năm học,
nhà trường có 10 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 6 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, 4 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và 1 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên làm chủ nhiệm giỏi. Năm học vừa qua, 239 học sinh của trường tiểu học Duyệt Trung luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp. Trường luôn duy trì 100% sĩ số học sinh, không có tình trạng học sinh bỏ học. 100% học sinh trong nhà trường tham gia các hoạt động giáo dục ngoại khóa. 100% số học sinh được lên lớp, chuyển cấp. Tại các trường đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh động viên các cháu chăm ngoan học giỏi, chúc các cháu luôn mạnh khỏe, đón Tết thiếu nhi vui vẻ, ý nghĩa, có kỳ nghỉ hè vui khỏe, an toàn. Đánh giá cao những kết quả các trường đạt được trong năm học vừa qua, đồng chí mong muốn các trường học tiếp tục thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ, các cháu học sinh. Cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, đầu tư nguồn lực cho giáo dục, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho việc giảng dạy, học tập, vui chơi của học sinh. Nhân dịp này, đoàn công tác tặng quà của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh cho các cháu tại các trường đến thăm. Thưa quý vị và các bạn, cuộc đời cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Dông là một trang sử vẻ vang, tấm gương cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản yêu nước. Trải qua hơn 20 năm liên tục hoạt động, cống hiến cho Đảng và cách mạng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, đồng chí vẫn tỏ rõ khí phách hiên ngang, ý chí kiên cường bất khuất của người cộng sản. Một biểu hiện sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Đồng chí Hoàng Đình Dông, người con ưu tú của quê hương Cao Bằng, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau học tập và noi theo. Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Dông, mùng 1 tháng 6 năm 1904, mùng 1 tháng 6 năm 2024, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự tài liệu Hoàng Đình Dông, tự hào người con ưu tú của quê hương Cao Bằng, do Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng thực hiện tháng 5 năm 2024. Sinh ra và lớn lên trên quê hương Cao Bằng, vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử văn hóa, với lòng yêu nước nồng nàn từ thuở nhỏ, đồng chí Hoàng Đình Dông, người chiến sĩ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, đã dành trọn cuộc đời mình cống hiến và đóng góp cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Vinh dự và tự hào với những cống hiến lớn lao đó, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng luôn ghi nhớ công lao của đồng chí Hoàng Đình Dông, học tập, noi gương, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương cách mạng, luôn đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực, không ngừng phấn đấu vươn lên, góp phần xây dựng quê hương phát triển nhanh, bền vững. Đồng chí Hoàng Đình Dông, tức Hoàng, Lầu Vòng, Trần Tín, Nam Bình, Văn Tư, Võ Văn Đức, Vũ Đức, Lê Minh, Cụ Vũ, dân tộc Tày, sinh ngày 1 tháng 6 năm 1904 tại làng Thôm Hoáng, xã Hạ Hoàng, sau chuyển sang làng Nà Toàn, xã Xuân Phách, Châu Hòa An, nay là phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Là một học sinh thông minh, chăm chỉ, từ khi còn nhỏ, tiếp thu truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất chống giặc ngoại xâm của quê hương và gia đình. Đồng chí Hoàng Đình Dông sớm hình thành tư tưởng cách mạng, đấu tranh chống lại ách áp bức của chế độ thực dân. Khi mới 19-20 tuổi, đồng chí đã tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền tư tưởng yêu nước trong học sinh, sinh viên, thanh niên ở Cao Bằng và trường Bách Nghệ, Hà Nội. Năm 1927-1928, đồng chí Hoàng Đình Dông bí mật sang Long Châu, Trung Quốc, liên lạc với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và được huấn luyện kết nạp vào hội. Từ chủ nghĩa yêu nước, đồng chí Hoàng Đình Dông đã sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin, tiếp thu đường lối cách mạng Việt Nam do đồng chí Nguyễn Ái Quốc truyền bá. Tháng 12 năm 1929, các đồng chí Hoàng Đình Dông, Hoàng Văn Nọn, Hoàng Văn Thụ được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng. Chi bộ hải ngoại Long Châu Trung Quốc được thành lập do đồng chí Hoàng Đình Dông làm bí thư chi bộ, được Đảng trực tiếp giao nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức, gây dựng và phát triển phong trào cách mạng ở Cao Bằng và Lạng Sơn. Đồng chí Hoàng Đình Dông trở thành một trong những người đảng viên Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng và là lớp đảng viên đầu tiên của Đảng.
Trong quá trình hoạt động, đồng chí Hoàng Đình Song vừa là người lãnh đạo, vừa là giảng viên trực tiếp giảng dạy, huấn luyện, đào tạo cán bộ. Đồng chí ra sức xây dựng cơ sở cách mạng, tập hợp quần chúng, tuyên truyền tư tưởng, con đường cách mạng theo lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Sau hội nghị thành lập đảng mùng 3 tháng 2 1930, chi bộ hải ngoại Long Châu do đồng chí Hoàng Đình Song làm bí thư, chính thức trở thành chi bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng phong trào quần chúng cách mạng, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Hoàng Đình Song, ngày 1 tháng 4 năm 1930, tại Nậm Lìn, xã Hoàng Tung, Châu Hòa An, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Cao Bằng tuyên bố thành lập do đồng chí Hoàng Văn Nọn làm bí thư, là bước ngoặt đánh dấu sự phát triển vượt bậc của phong trào cách mạng trong tỉnh. Những năm 1930-1931, trước làn sóng đấu tranh cách mạng của quần chúng, thực dân Pháp và bọn tay sai đã tập trung lực lượng điên cuồng khủng bố, đàn áp ở nhiều địa phương, khiến phong trào cách mạng trong phạm vi toàn quốc rơi vào tình thế khó khăn. Tuy vậy, ở Cao Bằng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Hoàng Đình Song, các cơ sở đảng và phong trào cách mạng của quần chúng ở Cao Bằng tiếp tục được củng cố và phát triển. Đến năm 1935, đã có 10 chi bộ được thành lập ở 5 huyện với trên 70 đảng viên. Là lớp cán bộ được đào tạo từ Long Châu trở về hoạt động, đồng chí Hoàng Đình Song vững vàng về tư tưởng, trưởng thành nhanh chóng qua các thời kỳ vận động cách mạng, trở thành hạt nhân đủ sức và uy tín lãnh đạo quần chúng đấu tranh. Những năm 1932-1935, đồng chí được cử đi các tỉnh miền xuôi chấp nối liên lạc với các cơ sở trong nước, hoạt động tích cực ở Cao Bằng, Hải Phòng, Quảng Ninh và nước ngoài, trực tiếp lãnh đạo khôi phục tổ chức đảng ở các địa phương. Tháng 3 năm 1935, đồng chí được cử làm trưởng đoàn đại biểu xứ ủy Bắc Kỳ tham dự đại hội lần thứ nhất của đảng tại Macau, Trung Quốc và được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương khóa 1, phụ trách xứ ủy Bắc Kỳ. Năm 1936, đồng chí bị bắt tại Hải Phòng và bị thực dân Pháp giam cầm, chịu nhiều cực hình tra tấn tại các nhà tù Cao Bằng, Hòa Lò Hà Nội, Sơn La, Bắc Mê Hà Giang và bị đầy đi biệt xứ tại đảo Madagascar, Châu Phi. Nhưng với sách lược thông minh, khôn khéo, đồng chí đã tranh thủ lực lượng đồng minh và cùng các bạn tù chính trị để trở về tổ quốc an toàn. Về Cao Bằng, đồng chí cùng Đảng bộ Cao Bằng tích cực chuẩn bị khởi nghĩa, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng và là trưởng ban khởi nghĩa năm 1945 ở Cao Bằng. Sau cách mạng tháng 8 thành công, Nam Bộ bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp, đồng chí được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng giao nhiệm vụ làm chỉ huy trưởng bộ đội Nam Tiến và được người đặt tên là Võ Văn Đức. Trong những năm 1945-1947, đồng chí được cử giữ những chức vụ quan trọng như Chủ nhiệm Chính trị Bộ Giải phóng quân Nam Bộ, Khu Bộ trưởng đầu tiên Khu 9, rồi Khu Bộ trưởng Khu 6, trở thành cán bộ chính trị quân sự cấp cao lớp đầu tiên của Đảng, của quân đội. Đồng chí đã cống hiến hết mình đến hơi thở cuối cùng trên mảnh đất Nam Trung Bộ. Bất cứ ở cương vị nào, đồng chí đều thể hiện phẩm chất cao đẹp và bản lĩnh của một vị tướng quân tại ngoại, góp phần quan trọng trong thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng thống nhất lực lượng vũ trang Nam Bộ. Tài năng, đức độ của đồng chí Hoàng Đình Song được cán bộ và nhân dân ở những nơi đồng chí đã đi qua yêu kính, nể phục. Thì với cái tài năng đức độ của mình ấy, thì Hoàng Song đã được Bác Hồ là cử làm chỉ huy trưởng bộ đội Nam Tiến, trực tiếp đưa ba chi đội Cao Bằng vào Nam. Và khi đến Hà Nội thì ngày 1 tháng 10 năm 1945 ấy, thì sau khi làm việc với Bác Hồ và Thường vụ Trung ương Đảng thì Bác Hồ đã đổi tên đồng chí Hoàng Dung từ Văn Tư thành Võ Văn Đức và nói là tài năng đều rất cần, nhưng mà cái đức của người cán bộ cách mạng rất quan trọng.
Và chính vì đó mà Hoàng Dông vào miền Nam ấy đã làm đúng lời dặn của Bác Hồ. Cho đến giờ thì phải nói rằng là dư âm về những việc làm và đức độ của đồng chí Hoàng Dông với đồng bào ở đấy vẫn được đồng bào và cán bộ hết sức là ca ngợi. Năm 1947, đồng chí đã anh dũng hy sinh tại mặt trận Ninh Thuận. Những hoạt động và công hiến của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc đã thể hiện phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất, trải qua nhiều thử thách hiểm nguy, vẫn luôn trung thành, sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc. Ghi nhận những công hiến và công lao đóng góp to lớn của đồng chí Hoàng Đình Dông, Đảng và Nhà nước đã truy tặng đồng chí huân chương cao quý, huân chương Hồ Chí Minh, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2018, công nhận đồng chí Hoàng Đình Dông vào danh sách các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đối với các địa phương có ghi dấu ấn của đồng chí Hoàng Đình Dông, để thể hiện sự tri ân tưởng nhớ, các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Khánh Hòa đã đặt tên đồng chí Hoàng Đình Dông cho những tuyến đường tại thành phố, một số địa phương đưa vào ngân hàng tên đường và tiến hành triển khai đặt tên đường mang tên đồng chí Hoàng Đình Dông. Tại mặt trận Tân Hưng, Cà Mau là chiến trường ác liệt gắn liền với tên tuổi của khu bộ trưởng Vũ Đức, cũng được xây dựng bia tưởng niệm chiến thắng. Trân trọng với những đóng góp của đồng chí Hoàng Đình Dông, năm 1957, tỉnh ủy Cao Bằng quyết định đặt tên trường Đảng tỉnh là trường chính trị Hoàng Đình Dông tỉnh Cao Bằng, xây dựng khu di tích tạc tượng Hoàng Đình Dông ở chính nơi gắn liền với thời niên thiếu của đồng chí tại làng Nà Toàn, tổ 8, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng. Địa điểm lưu niệm được nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1988, trở thành địa chỉ đỏ cho du khách đến tham quan, học tập, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống quê hương cách mạng về tấm gương cao đẹp của một người cộng sản chân chính, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân. Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Dông, tỉnh ủy Cao Bằng đã khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo địa điểm lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Dông với tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng, với một số hạng mục được chỉnh trang xây mới, mở rộng đường giao thông. Trên cơ sở lưu giữ vẹn nguyên giá trị lịch sử nên nền nhà của đồng chí Hoàng Đình Dông, đây là niềm vui mừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng nói chung, và niềm vui mừng phấn khởi, tự hào của người thân, gia đình, dòng họ đồng chí Hoàng Đình Dông nói riêng. Nhận được sự quan tâm của cấp ủy từ tỉnh đến các thành phố, đến địa phương, thì với vai trò là trong gia đình cũng như trong dòng họ, thì đây là một trong những cái niềm tự hào khi mà được sự quan tâm để ghi nhận cái công lao đóng góp to lớn của ông trong cái sự nghiệp giải phóng dân tộc. Thì không chỉ riêng gia đình mà cả dòng họ đều phấn khởi và vui mừng khi thấy được sự quan tâm này và thấy được cái kết quả ngày hôm nay. Thì cũng mong muốn là trong thời gian tới thì tiếp tục nhận được sự quan tâm của từ trung ương đến địa phương, để làm sao cho không, ở đây là một cái điểm đến để cho khách du lịch của các thế hệ trẻ đến Cao Bằng để tham quan du lịch về lịch sử. Đây là một trong những cái điểm đến để tuyên truyền truyền thống lịch sử của non nước Cao Bằng đến không chỉ là người dân của địa phương Cao Bằng mà cả Việt Nam và cả khách quốc tế. Tại nơi quê hương của đồng chí Hoàng Đình Dông, phường Đề Thám, nơi cửa ngõ của thành phố Cao Bằng, nay đã trở thành khu trung tâm hành chính của tỉnh với các công trình dự án đã và đang được xây dựng như trung tâm hội nghị tỉnh, quảng trường, trụ sở làm việc của các cơ quan quan trọng trong hệ thống chính trị như tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, khối các cơ quan đảng, khối các sở ban ngành, bảo tàng tỉnh. Các dự án khu đô thị mới cùng những tuyến đường rộng rãi, sạch đẹp được đầu tư xây dựng tạo diện mạo mới, khang trang, hiện đại cho thành phố. Cơ cấu kinh tế của địa phương chuyển dịch đúng hướng, thương mại dịch vụ có bước tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp được quan tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Phát huy truyền thống của cách mạng, trong thời gian qua thì Đảng bộ phường Đề Thám đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, coi đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Với niềm tự hào, Đề Thám có những người con ưu tú như Hoàng Đình Dông tham gia cách mạng từ những ngày đầu. Đây chính là những nhân cốt đi đầu trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia cách mạng và là tấm gương của các thế hệ mai sau noi theo. Đảng bộ phường Đề Thám với tổng số trên 800 đảng viên đang sinh hoạt tại 18 chi bộ trực thuộc Đảng ủy. Trong nhiệm kỳ qua thì Ban chấp hành Ban thường vụ Đảng ủy đã tổ chức quán triệt học tập đi đôi với việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình trọng tâm của tỉnh, của thành phố và của phường một cách nghiêm túc và hiệu quả. Trong nhiệm kỳ thì cũng đã bám sát các nghị quyết để xây dựng chương trình hành động, chỉ đạo và định hướng có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, luôn coi công tác giáo dục và phát huy truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để Đề Thám thực sự xứng đáng là trung tâm hành chính của tỉnh. Làng quê hương cội nguồn cách mạng, quê hương đồng chí Hoàng Đình Dông, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng trong những năm qua luôn kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, quyết tâm, quyết liệt, sáng tạo, đổi mới trong lãnh đạo chỉ đạo, đoàn kết, nỗ lực, giành được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện 3 chương trình trọng tâm, 3 nội dung đột phá thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, không ngừng quan tâm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan đảng, chính quyền, huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy chuyển đổi số, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, liên kết và hợp tác phát triển du lịch theo lợi thế và tiềm năng của tỉnh. Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, xây dựng nội bộ đoàn kết, dân chủ, tập trung thống nhất, đề cao trách nhiệm, nêu gương, tạo sự đồng thuận cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thực hiện nhiệm vụ. Giai đoạn 2021-2023, tốc độ tăng trưởng bình quân của tỉnh đạt 5,46%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng dịch vụ, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh từng bước được khai thác hiệu quả. GDP bình quân đầu người, bình quân đạt 44,04 triệu đồng. Toàn tỉnh củng cố duy trì 17 xã, 15 xóm được công nhận nông thôn mới, bình quân đạt 10,19 tiêu chí trên một xã. Tăng trưởng du lịch, doanh thu từ du lịch vượt kế hoạch đề ra và tăng cao so với nhiệm kỳ trước. Từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Riêng trong năm 2023, tỉnh đã tổ chức công bố quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, góp phần tạo hành lang vững chắc, mở rộng tầm nhìn và khát vọng để Cao Bằng khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển nhanh, năng động, xanh, bền vững và toàn diện trong thời kỳ mới. Song song với đó, kiên trì bám đuổi và hoàn thiện các thủ tục, tiến hành khởi công tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng, Lạng Sơn, Chan Lĩnh, Cao Bằng. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 6.600 nhà tạm, nhà rột nát, thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 4,11%, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, công tác quốc phòng, chủ quyền an ninh lãnh thổ luôn được củng cố, giữ vững. Năm nay chúng ta kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Dông, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Cao Bằng. Thì đây cũng là dịp để nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Cao Bằng nói riêng cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc. Thì trong hơn 94 năm qua, học tập và noi gương đồng chí Hoàng Đình Dông, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng
đã luôn kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương cội nguồn cách mạng. Trong bất cứ giai đoạn, hoàn cảnh nào của cách mạng, thì nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đều luôn thủy chung, son sắt, một lòng tin tưởng tuyệt đối theo Đảng, tự lực tự cường, đoàn kết, nỗ lực, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Thì tiếp tục phát huy truyền thống đó, nhưng năm tới đây, Đảng bộ và đồng bào các dân tộc Cao Bằng sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ lớn thì sau đây. Một đó, là toàn tỉnh phải làm tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực hơn nữa trong tuyên truyền, giáo dục, truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng trong nhân dân, nhất là với thế hệ trẻ, để tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất cao trong toàn tỉnh, chuyển hóa thành động lực, thành nguồn lực nội sinh để xây dựng phát triển quê hương Cao Bằng. Thứ hai đó là tiếp tục phải đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của từng đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, của người đứng đầu các địa phương đơn vị trong tỉnh, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt cùng nhân dân các dân tộc tỉnh nhà khắc phục mọi khó khăn, tập trung phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, mà trọng tâm chính là triển khai đạt hiệu quả cao 3 chương trình trọng tâm, 3 nội dung đột phá của tỉnh và 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Đặc biệt là thực hiện hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng cao dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn, Trà Lĩnh Cao Bằng để tạo động lực bứt phá cho tỉnh thời gian đến. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Thứ ba đó là chú trọng phát triển giáo dục, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục huy động các nguồn lực để thực hiện hoàn thành chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, sử dụng thật hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo ở địa phương. Thứ tư đó là tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, chỉ đạo chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh năm 2024-2025, vân vân, từng bước xây dựng tỉnh Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững. Kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Hoàng Đình Dông, mùng 1 tháng 6 1904, mùng 1 tháng 6 năm 2024, người con ưu tú của quê hương Cao Bằng, toàn Đảng bộ tỉnh đã triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng, ôn lại truyền thống đấu tranh giữ nước, cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam nói chung và quê hương Cao Bằng nói riêng. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và khơi dậy lòng tự hào, tinh thần yêu nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên với Đảng, Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng. Năm 2024, kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Dông, tỉnh Cao Bằng đang đẩy mạnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về tấm gương đồng chí Hoàng Đình Dông, một tấm gương sáng ngời của một người chiến sĩ cộng sản kiên trung bất khuất, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và của cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của đồng bào và nhân dân các dân tộc của quê hương cách mạng Cao Bằng. Cả cuộc đời của đồng chí đã chiến đấu kiên cường
cống hiến và hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và lý tưởng cao đẹp, lý tưởng cộng sản. Việc tuyên truyền, giáo dục về tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, phẩm chất cao đẹp và chí khí kiên trung, bất khuất của đồng chí Hoàng Đình Dông sẽ góp phần giúp cho thế hệ trẻ Cao Bằng cũng như thế hệ trẻ trong cả nước hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống cách mạng, góp phần hun đúc, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc, của quê hương cách mạng Cao Bằng. Bồi dưỡng tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Qua đó, giúp cho thế hệ trẻ có thái độ trân trọng, niềm tin yêu và tự hào đối với quê hương đất nước, truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, của cách mạng Việt Nam và quê hương Cao Bằng. Tiếp thêm sức mạnh về tư tưởng, tinh thần, xây dựng lý tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng trong điều kiện hội nhập và phát triển hiện nay. Phát huy ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, nỗ lực và khát vọng vươn lên, làm chủ trên mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội. Góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Lớp lớp thế hệ nhân dân tỉnh Cao Bằng luôn ghi nhớ công lao của đồng chí Hoàng Đình Dông và đóng góp to lớn của các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu. Từ đó, hun đúc ý chí, khát vọng vươn lên, cống hiến xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, theo lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết. Chúng ta hãy noi gương đồng chí Hoàng Đình Dông, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phấn đấu xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi mục tiêu cách mạng do Bác Hồ và Đảng ta đã chọn, mà đồng chí Hoàng Đình Dông cũng như biết bao chiến sĩ cách mạng đã chiến đấu quên mình vì mục tiêu cao cả ấy. Tự hào là một người con được sinh ra và lớn lên trên quê hương Đề Thám, cũng là quê hương của đồng chí Hoàng Đình Dông. Thế hệ trẻ chúng tôi luôn phát huy tinh thần kế thừa và truyền thống tốt đẹp của quê hương, không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đoàn kết, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức cho thế hệ trẻ, noi theo gương đồng chí Hoàng Đình Dông, vị lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh và văn minh. Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Dông là tấm gương tiêu biểu, được kết tinh từ những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, là một nhà lãnh đạo xuất sắc của giai cấp công nhân, nhân dân lao động Việt Nam của quê hương Cao Bằng, hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Niềm tự hào về người con ưu tú của quê hương là động lực động viên toàn Đảng, toàn dân ra sức phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19, góp phần xây dựng Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững. Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.